Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trên kênh Tin Nóng Đất Việt, với mong muốn là một kênh truyền thông sẽ cập nhật cho toàn thể quý vị khán giả khắp nơi những tin tức nóng nhất và chính xác nhất trong 24 giờ hàng ngày. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý vị khán giả qua những clip tin tức được cập nhật trên kênh. Rất mong nhận được sự ủng hộ cũng như là góp ý của quý vị và các bạn. Và ngay sau đây là những nội dung chính ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. 8.106 ca COVID-19 tại 57 tỉnh thành, hơn 5.000 F0 cộng đồng. Thưa quý vị, ngày 3 tháng 2, Bộ Y tế cho biết số ca mắc mới tiếp tục giảm, cả nước ghi nhận 8.601 ca COVID-19, Hà Nội vẫn đứng đầu cả nước số ca mắc mới, tiếp đó là Thanh Hóa, Quảng Nam. Tính từ 16 giờ ngày 2 tháng 2 đến 16 giờ ngày 3 tháng 2, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.601 ca nhiễm mới, trong đó 26 ca nhập cảnh và 8.575 ca ghi nhận trong nước, giảm 145 ca so với ngày trước đó tại 57 tỉnh, thành phố, có 5.002 ca trong cộng đồng. Hà Nội đứng đầu cả nước số ca mắc mới với 2.738 ca bệnh, tiếp đó là Thanh Hóa 463 ca, Quảng Nam 356, Hải Dương 326, Phú Thọ 275, Vĩnh Phúc 257, Đắk Lắk 254, Bình Định 230, Hòa Bình 212, Lâm Đồng 208, Thái Bình 202, Hưng Yên 184, Nghệ An 179, Nam Định 160, Hải Phòng 154, Bắc Ninh 144, Bình Phước 137, Hà Nam 137, Bắc Giang 136, Thành phố Hồ Chí Minh 129, Lạng Sơn 114, Lào Cai 103, Yên Bái 102, Thừa Thiên Huế 99, Quảng Ninh 90, Thái Nguyên 86, Quảng Bình 79, Hà Giang 78, Cà Mau 70, Khánh Hòa 69, Bến Tre 62, Sơn La 62, Tây Ninh 57, Quảng Ngãi 56, Điện Biên 55, Ninh Bình 51, Tuyên Quang 50, Gia Lai 45, Quảng Trị 39, Bình Thuận 27, Cao Bằng 27, Kon Tum 25, Trà Vinh 25, Vĩnh Long 25, Hậu Giang 24, Kiên Giang 23, Phú Yên 23, Bạc Liêu 23, Bà Rịa Vũng Tàu 20, Đắk Nông 18, Bình Dương 17, Long An 15, Đồng Tháp 12, Lai Châu 8, Cần Thơ 7, Đồng Nai 6, Tiền Giang 2. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 12.085 ca trên ngày. Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 192 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại thành phố Hồ Chí Minh 92, Quảng Nam 27, Quảng Ninh 20, Hà Nội 14, Khánh Hòa 11, Đà Nẵng 8, Hưng Yên 6, Kiên Giang 4, Thanh Hóa 2, Hải Dương 2, Hải Phòng 1, Long An 1, Bà Rịa Vũng Tàu 1, Bình Dương 1, Lâm Đồng 1, Ninh Bình 1. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 2.304.095 ca nhiễm, đứng thứ 31 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 144 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 23.345 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.297.016 ca, trong đó có 2.091.130 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là thành phố Hồ Chí Minh 514.324, Bình Dương 292.944, Hà Nội 139.677, Đồng Nai 99.917, Tây Ninh 88.405. Về tình hình điều trị, trong ngày có 25.094 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 2.093.947 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.889 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 1.977 ca. Thở oxy dòng cao HFNC 408 ca, thở máy không xâm lấn 94 ca, thở máy xâm lấn 396 ca, ECMO 14 ca. Về số bệnh nhân tử vong, trong 3 ngày từ 17h30 phút ngày 31 tháng 1 đến 17h30 phút ngày 3 tháng 2, ghi nhận 286 ca tử vong,
Trong đó tại Hà Nội 55 ca, Vĩnh Long 21 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 18, Bắc Ninh 14, Bến Tre 14, Đồng Nai 13, Bình Định 12, Thành phố Hồ Chí Minh 10, Bình Dương 9, Bình Phước 9, Khánh Hòa 9, Kiên Giang 7, Thừa Thiên Huế 7, Đồng Tháp 6, An Giang 5, Hậu Giang 5, Bạc Liêu 4, Bình Thuận 4, Cần Thơ 4, Hải Phòng 4, Lâm Đồng 4, Nghệ An 4, Ninh Bình 4, Quảng Ngãi 4, Sóc Trăng 4, Tây Ninh 4, Tiền Giang 4, Cà Mau 3, Đà Nẵng 3, Gia Lai 3, Cao Bằng 2, Hải Dương 2, Hòa Bình 2, Lạng Sơn 2, Phú Yên 2, Thanh Hóa 2, Bắc Cạn 1, Đắk Nông 1, Hà Giang 1, Quảng Bình 1, Quảng Nam 1, Thái Nguyên 1, Yên Bái 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 110 ca trên ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 38.063 ca, chiếm tỷ lệ 1,7% so với tổng số ca nhiễm. Đến nay, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam xếp thứ 24 trên 225 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128 trên 225 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 24 trên 49 quốc gia vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 2 tháng 2 có 77.258 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 181.659.091 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 79.080.702 liều, tiêm mũi 2 là 74.187.590 liều, tiêm mũi 3, tiêm bổ sung, tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản là 28.390.799 liều. Phải thu hồi tiền Việt Á và đồng bọn chiếm đoạt trong vụ kit xét nghiệm. Thưa quý vị, hôm nay trả lời báo chí về kết quả điều tra mở rộng vụ kit test Việt Á, Trung tướng Tôn Sô, Chánh văn phòng Bộ Công an thông tin thêm về kết quả thu hồi tài sản trong vụ Việt Á. Cụ thể, cơ quan điều tra đã thu giữ, kê biên, phong tỏa, ngăn chặn giao dịch bất động sản, tài sản giá trị 1.220 tỷ đồng, trong đó có 380 tỷ đồng tiền mặt, còn lại là giá trị bất động sản hơn 800 tỷ đồng. Công ty Việt Á bán kit test cho các đối tác chủ yếu là CDC các địa phương và bệnh viện khắp cả nước. Tiền chi ra mua kit xét nghiệm là của nhà nước nên chẳng ai tiếc, cứ thổi giá lên cao rồi lấy tiền chia nhau. Họ gọi số tiền chia nhau đó với mỹ từ hoa hồng, nhưng bản chất là tiền ăn cắp của nhà nước. Cho đến nay, chưa ai biết công ty Việt Á sản xuất kit xét nghiệm ở đâu, giá thành bao nhiêu, cho nên cũng không biết số tiền chênh lệch là bao nhiêu. Trong số tiền chênh lệch này, một phần chia cho các đối tác mua hàng, phần còn lại của công ty Việt Á. Các đối tác mua hàng chia cho những ai và công ty Việt Á chung cho những ai? Cơ quan điều tra sẽ chỉ mặt trong nay mai. Nói như Trung tướng Tôn Sô, các cơ quan của Bộ Công an đang tích cực tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ những hành vi trục lợi trong dịch bệnh COVID-19. Việc này có thể được tiến hành xuyên Tết. Công ty Việt Á và các đối tác ăn cắp tiền nhà nước, chung chi cho ai, cho dù là ông nọ, bà kia thì phải thu hồi số tiền đó về cho nhà nước. Cơ quan điều tra cũng nên công bố rõ ràng tên tuổi những người nhận tiền và số tiền bao nhiêu cho người dân được rõ, đồng thời căn cứ vào hành vi vi phạm để xử lý theo pháp luật. Chỉ có như vậy thì pháp mới nghiêm và dân mới tin. Đã có nhiều vụ án liên quan đến tham nhũng, bỏ tù, nhiều quan tham nhưng không thu hồi được tài sản. Đó là chống tham nhũng chưa thành công. Trong vụ công ty Việt Á, dứt khoát không để thất thoát dù chỉ một cách. Vụ 4 quan chức Cục lãnh sự bị bắt giữ, sao nỡ móc túi người hoạn nạn. Thưa quý vị, một combo từ Mỹ về Việt Nam có giá 150 triệu đồng, thậm chí 240 triệu đồng. Tại sao lại là 150 triệu? Tại sao lại là 240 triệu? Vụ bắt giữ 4 quan chức cao cấp Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao có vẻ là một câu trả lời. Con số 150 triệu, 240 triệu đồng được tiến sĩ Lương Hoài Nam, thành viên Tổ tư vấn du lịch của Thủ tướng, chia sẻ tại tọa đàm Mở cửa du lịch, phục hồi kinh tế tháng 12 năm 2021.
Để so sánh, tiến sĩ Nam mở ngoặc rằng chi phí các chuyến bay giải cứu từ Mỹ và từ Canada về Việt Nam tháng 3, tháng 4 năm 2020 chỉ là 1.600 USD, tức là chưa đến 40 triệu đồng. Từ 40 triệu đồng tới ít nhất 80 triệu để được giải cứu là gấp đôi, so với 150 triệu gấp 4 lần. Và nếu so với chi phí 240 triệu để được về quê hương thì nó gấp đến 6 lần. Gấp đến 6 lần và không hiểu vì sao lại đắt đỏ đến phi mí. Đến mức chặt chém, bóp hầu, bóp họng dân đến thế. Trong tọa đàm có mặt cả các hãng bay giải cứu, cả đại diện Bộ Ngoại giao hôm đó, ông Nam hàm ý. Khi chúng ta so sánh sự chênh lệch với giá bay giải cứu của Vietnam Airlines thì thừa hiểu câu chuyện. Câu chuyện và hai chữ chặt chém ấy đã phần nào có câu trả lời khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án bắt tạm giam 4 lãnh đạo Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Hành vi của họ là nhận hối lộ trong việc duyệt cấp phép cho các công ty tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước. Và trong hoàn cảnh dịch bệnh khiến vô số công dân Việt Nam bị kẹt tại nước ngoài trong hoàn cảnh không có bảo hiểm y tế, không việc làm, không thu nhập. Tại cuộc họp báo Bộ Ngoại giao ngày 20 tháng 1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, với phương châm lấy người dân làm trung tâm, không ai bị bỏ lại phía sau, đã có 800 chuyến bay đưa gần 200.000 công dân về nước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng khẳng định, tất cả các hành vi trục lợi, tiêu cực làm thay đổi tính chất nhân đạo của các chuyến bay đưa công dân về nước phải bị lên án, trừng trị nghiêm khắc theo đúng quy định của pháp luật. Bộ Ngoại giao cho biết từ ngày 27 tháng 1 đã đình chỉ công tác của 4 quan chức Cục lãnh sự để phục vụ công tác điều tra. Bộ cũng khẳng định tinh thần là vi phạm đến đâu, xử lý đến đó. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bao che, dung túng, bất kể người đó là ai. Có người nhận hối lộ, chắc chắn rồi. Không thể thiếu người đưa, thậm chí như tiến sĩ Lương Hoài Nam từng nhắc đến mấy chữ đường dây chặt chém. Và cũng chắc luôn là không chỉ có những con sâu ở Bộ Ngoại giao.